Vâng, lời đầu tiên em Trường xin được gửi lời chào và đến toàn thể quý cô bác anh chị đang xem kênh của em Trường Bình Dương nha. Trên màn họ, trên màn ảnh nhỏ của quý cô bác anh chị là mẫu Toyota Innova đời 2014 nha cả nhà. Đấy, đời 2014 phiên bản e thiếu nha, e chung nha. Thì đối với mẫu xe này thì có biển kiểm soát rất là đẹp luôn, 60E68680 cũng như là biển số gì nhìn vô mà toàn lọc phát không à. Đấy, số biển số này mà quý khách hàng nào mua về làm ăn là bé cháy luôn nha, chắc chắn ăn nên làm ra luôn, biển số quá đẹp. Biển kiểm soát 60, khách hàng nào ở Đồng Nai mua về là giữ nguyên biển nha. Màu trắng ngọc trai, nhìn rất đẹp nha cả nhà, đời 2014 nha. Đời 2014 màu trắng, đời cao mà giá cực kỳ êm luôn. Chỉ hơn giá của Innova G2010 một xíu xíu thôi. Đối với mẫu xe đời cao này thì cả nhà của mình á có thể đăng kiểm dài lắm. Đăng kiểm một năm trong vòng 5-6 lần một năm luôn nha cả nhà. Màu trắng nguyên bản nha. Đấy. Đối với mẫu xe này thì bên em Trường cam kết cho nhà cả nhà mình là không đâm ve, không ngập nước, máy móc nguyên zin. Đấy, màu trắng nha. Thì em xin mời tất cả quý cô bác cùng em đi một vòng quanh xe cũng như có cái nhìn về tổng thành chiếc xe, rồi em sẽ vào chi tiết nha cả nhà. Đấy, mẫu xe này thì giá cũng rất là rẻ thôi. Đấy. 60E68680. Màu trắng nguyên bản nha cả nhà. Xe nhìn rất đẹp luôn nè. Hôm trước cũng khá nhiều anh em gọi điện cho em, thì nếu mà nói chung nó thật là cũng khá nhiều thì em cũng không lương thổi lại hết. Thì quý khách hàng nào mà hôm trước có dặn của em thì hôm nay là xem video thấy thì nhớ alo lại giùm em Trường nha. Giá thì vẫn không thay đổi, 285 triệu, bớt ngay 5 triệu, còn 280 triệu. Bao cái giấy ủy quyền cho nhà mình. Đấy nha, rất đẹp luôn. Innova màu trắng nguyên bản, biển kiểm soát rất là đẹp. Đấy, xe nè. Chưa cái gì là em thấy nghe mình lời được 4 quầy lốp rồi. Lốp rất là dày luôn nha. Đó, cả nhà xem nè. Thấy chưa? Lốp lép khá là dày. Mâm phay xước nha. Mâm phay xước. Đặc trưng của dòng Innova là hai phanh trước là hai phanh đĩa, hai phanh sau là tan bố trống nha cả nhà. 4 quầy lốp thì em thấy là còn trên con 80% nữa cả nhà. Thấy chưa? Lốp rất là dày nè. Đấy, gầm bệ của xe. Đấy. Khách hàng lưu ý giùm em nè, không có tí gì gọi dấu hiệu một bọt gì nha. Thấy chưa? Rất đẹp luôn. Lốp dày. Gương zin Toyota. Xi nhan trên gương đầy đủ hết luôn nha. Đăng kiểm khá là dài, đến tháng 1 2023. Đấy, nóc rồi nè. Cả nhà thấy không? Xe đã được bên em dán phim cách nhiệt hết rồi. Đó cả nhà thấy không? Dán toàn bộ phim cách nhiệt luôn. Cả nhà mình mua về là nói chung là chạy rất là ổn định, không có sợ bị không có sợ nắng vào nha. Đấy. Dán phim cách nhiệt thấy chưa? Cải xe luôn, rất là ok. Tay cửa nè, mẹ chrome nè, thấy chưa? Mở cửa ra rất là chất lượng nè. Cả nhà xe dùng em nè, keo sùng chỉ của xe còn nhìn rất là keng. Đấy, gai vân tấp bi của xe nè, cả nhà nhìn thấy không, đẹp tuyệt vời. Đấy, không có dấu hiệu gì gọi là mòn hay là sử dụng nhiều đâu nha. Và xe trang bị hai túi khí, đây là ký hiệu túi khí nè, một túi khí bên phụ nè và một túi khí bên tài bên vô lăng đây. Đó, nhìn rất bén nha. Xe thì được lên full màn hình Android nha, màn hình Android lên mạng được. Đây là cam hành trình. Đó, đây là cam hành trình của xe. Đấy, đây là lên mạng nè. Đấy, củ số zin, thắng tay và bờ tì tay. Nội thất màu da kem. Đó, màu nâu kem, nhìn rất đẹp. Cả nhà thấy không? Ở cái màu này mình ngồi rất ít bị dơ luôn nha cả nhà. Đó, sạch sẽ luôn. Đấy, ốc mà chưa có dấu hiệu tháo lắp gì hết luôn nha. Xe màu trắng zin nguyên bản. Đấy, cả nhà thấy không? Rất là sạch sẽ nè. Màu trắng zin nguyên bản nha. Keo sùng chỉ của xe rất là đẹp nè. Cả nhà thấy không? Không có dấu hiệu gì gọi là đứt nối nha. Đây. Thấy chưa? Tuyệt vời ông mặt trời. Đó, tắp bi cửa nè. Cả nhà thấy không? Sạch sẽ đến từng chi tiết luôn. Sàn bọng của xe này rất là sạch sẽ luôn nha. Đấy, em sẽ cho nó lau chùi hết. Đó, cả nhà thấy không? Nội thất, nội thiết đồ là nói chung là mở cửa bước lên thấy con xe rất là sang, mà giá thành nó vừa vãi luôn. Thời điểm mua xe là quá tốt luôn cả nhà ơi. Chỉ với 280 mấy triệu thôi là các bạn sở hữu ngay mẫu xe này. Đấy, đời nó cao, đời tới 2014, đăng kiểm rất là dài. Bê vùng lạnh zin theo xe. Đây là một vùng nha cả nhà. Đây thêm một vùng nữa. Đó, cho hàng ghế phía sau. Đấy, xe Innova, cái dòng Toyota Innova đăng kiểm là trong cái đăng kiểm là 8 chỗ ngồi. Cho nên cả nhà cứ yên tâm, cực kỳ rộng rãi trong vùng phân khúc luôn. Đấy, mâm nhìn cái mâm phay xước cực kỳ đẹp luôn. Cả nhà thấy không? Rất đẹp nè. Ở lớp lát dày nè, cả nhà nhìn không? Lớp dày lắm. Khung gầm bệ của xe nè, cả nhà thấy không?
không có một tí ti gì gọi là mục một nha. Đấy, chỉ cua lớp vẫn còn, cả nhà thấy không? Chỉ cua lớp vẫn còn nè. Đó, chỉ cua lớp vẫn còn luôn. Chỉ cua lớp vẫn còn, gương zin Toyota, xe full nha, dán phim cách nhiệt hết luôn. Đó, nhìn từ phía sau nè, form dán của xe cả nhà thấy không? Cực kỳ đẹp luôn. Đó. Thứ nhất là mình mua về mình chạy dịch vụ, mình đá đưa thêm kiếm thêm thu nhập, hoặc là trong cái mùa dịch tễ này là mình có chiếc xe trong gia đình của mình rất là cơ động luôn cả nhà. Có việc gì nửa đêm nửa hôm đó mình đưa gia đình của mình đi cũng được, hay là mình làm ơn làm phước mình chở hàng xóm thì cũng được, ok luôn. Đó, mà giá thành nó vừa phải thôi chứ có mắc gì đâu. Bên em Trường bán giá cực kỳ yêu thương luôn, 285 triệu là bao sang tên, 280 triệu là bao ký giấy. Thì bên em đối với mẫu xe 60A68680 này, bên em Trường cam kết 100% không taxi, 100% không đâm đụng nè, không ngập nước, máy móc nguyên zin. Đó, cho cả nhà mình sử dụng luôn. Đấy, gầm bể của nó cực kỳ đẹp nè. Cả nhà thấy không? Gầm bể của xe nè, cả nhà thấy không? Cực kỳ đẹp luôn, không có một tí ti gì gọi là dấu hiệu mục mọt hay là reset nha cả nhà. Đó, có quay này cả nhà thấy không? Gầm bể của nó đẹp tuyệt vời. Lốp láp khá là dày luôn. Lốp láp khá là dày nha. Đó, mở cốp đằng sau đây nè, để cái khoang hành lý để đồ rất là rộng rãi luôn nha cả nhà, thấy chưa? Coi nè, những cái đinh tán của nhà sản xuất nè còn đầy đủ hết luôn, đấy, không thiếu cái đinh nào cả nhà, thấy chưa? Rất đẹp, màu trắng sang trọng. Màu sơn đây là màu sơn trắng zin của xe 100% nha, cam kết nhà mình là không sơn đổi màu nha. Dám cam kết nhà mình là màu sơn trắng zin 100%, không sơn đổi màu nha cả nhà nha. Đấy, mâm phay nè, mâm phay xước không, cực kỳ đẹp luôn. Nhìn xe rất là sang nè, từ xe nhìn xe rất là sang. Lớp rất là bốn quẻ lớp dày bằng nhau, còn cái gai gió luôn cả nhà thấy không, còn cái gai gió luôn nha. Đấy, cả nhà xin nè, gầm bể của xe không một tí gì gọi là mục mọt, thấy chưa? Chưa làm đồng, quá tuyệt vời trong mẫu xe này rồi. Đấy, tay cửa nè, tất cả là tay cửa mẹ chrome hết nè, mở ra sang trọng lắm cả nhà thấy không, mở ra cực kỳ sang trọng luôn. Đó, mở cửa ra cả nhà thấy không, rất là đẹp luôn nè. Gai vân tách bi của xe nè hầu như không một tí ti gì dấu hiệu gọi là mòn hết cả nhà thấy không. Gai vân của xe rất là dày. Đấy, đây là bờ tì tay của xe, những nút chỉnh gương nè, auto nè, đó nhìn cũng rất là bén nha. Coi là gương nè, thấy chưa? Mọi thứ còn hoạt động khá là trơn tru. Tu khí vô lăng nhìn rất là đẹp luôn. Đấy, đời 2014 đây nha, Innova đời 2014 nè. Đó, cả nhà thấy không? Ghế tài rồi nè. Nhìn nó trong mở cửa bước lên là nó rất là sang trọng và đẹp đẽ luôn. Số tiền thì vừa phải. Tại vì sao mình không chọn một con đời cao mà đi quý vị? Thấy chưa? Chân con, chân ga, chân số. Rồi, em xin mời tất cả quý khách hàng cùng em nổ máy mẫu xe này lên nha. Đây cùng em Trường nè. Đây. Thấy chưa? Nhìn cực kỳ đẹp luôn. Máy móc nổ là biến luôn. Đó, máy móc là miễn bạc. Cam kết với nhà mình luôn. Đó. Mâm phía trước nè. Cả nhà thấy không? Rất đẹp, lốp rất dày. Đó, gầm bệ của xe nè. Chưa có một tí ti gì gọi là mục mọt gì hết. Cả nhà thấy không? Đó. Quá tuyệt vời cho mẫu xe này rồi, còn gì nữa đâu. Rồi, xin mời em Trường cùng điểm, xin mời quý khách hàng cùng em Trường điểm qua khoang máy nha nha. Innova thì nó trang bị trên mình động cơ 2.0, thì 100 cây số xe thường thường tiêu hao mức nhiên liệu của nó từ 8 đến 10 lít xăng nha cả nhà. Đấy, cả nhà cùng em Trường xem sơ qua nè, keo sùng chỉ của xe nè. Đấy, không có dấu hiệu gì rồi đứt nối đâm ve gì nha cả nhà, thấy chưa? Đấy, tem mát này còn đầy đủ, như cái lỗ nó tròn hết là chưa có dấu hiệu bể bột ma tít hay là đâm ve gì nha cả nhà, thấy chưa? Rất đẹp luôn, keo sùng chỉ nè, thẳng tưng đó cả nhà, thấy không? Đẹp đen ken xèo ben luôn, thấy chưa? Những thanh đầu dàn đồ nhìn còn rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đấy, thanh dàn xe nè, hệ thống phanh ABS chống phanh bơm cứng theo bốn bánh nè cả nhà, thấy không? Máy móc là khô đét sạch sẽ hết, cho nên nhìn máy móc giùm em nè, đó không có dấu hiệu gì gọi là nhớp nhau rỉ xét ra ngoài. Nhìn tem máy nè, cái tem máy đẹp không? Đó, qua thời gian sử dụng mà nó còn đẹp cái gì, mà ốc vàng cò của xe vẫn còn nha. Đó, chưa có dấu hiệu tháo lắp gì luôn cả nhà, thấy không? Rất đẹp luôn. Đấy, mẫu xe này thôi bên em Trường chào bán cái giá là 285 triệu là bao chọn gói ra tên, cỡ cả Sài Gòn thì em Trường vẫn bao ra tên được nha. Còn nếu cái hàng ký biển đỡ biển số này ký ủy quyền sử dụng thì bên em Trường bớt ngay 5 triệu, còn 280 triệu nha cả nhà.
rồi xem xe tại Dĩ An Bình Dương. Quý khách hàng yêu mến em Trường, nhớ em xem xong video cho em một nút like, một nút đăng ký kênh, ấn quả chuông có phải màn hình để mỗi ngày em quay video clip nó sẽ báo qua điện thoại cho cả nhà. Và cả nhà nhớ đăng ký kênh ủng hộ giùm em Trường nha. Và nhiều lúc em Trường sơ suất có làm cái gì đó không đúng hoặc là quý khách hàng góp ý giùm em là bình luận phía dưới video, em Trường sẽ đọc hết bình luận và cố gắng trả lời câu hỏi nha cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc nha.